trà thảo mộc giảm cân VNT để vóc dáng trong tầm tay bạn. Là phụ nữ, ai cũng mong muốn sở hữu một thân hình mảnh mai, một vóc dáng cân đối để thoải mái và tự tin diện những bộ cánh gợi cảm. Tuy nhiên, trong cuộc sống bận rộn với rất nhiều mối lo toan đã khiến chúng ta không còn đủ thời gian để chăm lo cho bản thân. Cộng với việc mang thai, sinh con, tuổi tác hay việc dung nạp quá nhiều thức ăn giàu chất béo cũng là những nguyên nhân khiến cho cơ thể ngày một nặng nề với những ngấn mỡ thừa. Và khi cân nặng trở thành nỗi ám ảnh, cũng là lúc chị em cuống cuồng đi tìm cho mình những biện pháp giảm cân nhanh chóng để có thể lấy lại vóc dáng trước đây. Nếu bạn đã áp dụng nhiều phương pháp giảm cân khác nhau mà tình trạng cân nặng vẫn không được cải thiện, thì rất có thể bạn đã áp dụng việc giảm cân không đúng cách. Xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm giảm cân vượt trội, hiệu quả và an toàn cho sức khỏe. Đó chính là trà thảo mộc VNT của công ty Havico. Sản phẩm được kiểm chứng bởi Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Trà thảo mộc VNT với thành phần 100% từ thiên nhiên, bao gồm đinh chi vàng, lá sen, tinh dầu cam bưởi, sâm đất, trà xanh, chè vằn. Sản phẩm được bào chế theo phương thuốc bí truyền của một lương y nổi tiếng vùng núi phía Bắc, có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giải phóng năng lượng, thanh nhiệt cơ thể, chống oxy hóa, giúp giảm cân, thải độc tố, giảm béo bụng, béo đùi, đẹp da, bảo vệ gan tối đa, phòng chống được mụn, đem lại vóc dáng thon gọn và làn da sáng hồng. Sản phẩm được rất nhiều chị em lựa chọn và đánh giá cao về hiệu quả. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim. Hiện tại thì mình là người mẫu tự do. Thì vì tính chất công việc thì mình thường ăn uống rất là thất thường và không có hợp lý, nên là dễ bị tăng cân. Và từ ngày mà được bạn bè giới thiệu trà thảo mộc giảm cân VNT thì Kim là lấy lại vóc dáng rất là nhanh chóng mà không gây tác dụng phụ hay là mệt mỏi, mà công việc hàng ngày vẫn rất là hiệu quả. Để chắt lọc mọi tinh hoa của cây cỏ, hoa lá trong mỗi gói trà VNT, các nguyên liệu thảo dược đều được thu hoạch tươi và được sơ chế ngay để không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm. Các loại thảo dược sau khi thu hoạch sẽ được phơi, sấy với thời gian và nhiệt độ phù hợp, đồng thời được xử lý để giữ nguyên các hoạt chất trong lá và tối ưu công dụng của các thành phần. Đặc biệt, nấm đinh chi trong trà VNT là loại nấm tự nhiên trên rừng núi Tây Bắc. Đây là một loại dược liệu quý, hỗ trợ rất nhiều trong việc giảm cân và giảm mỡ nội tạng. Sau khi trải qua các công đoạn sơ chế và xử lý, các nguyên liệu thảo dược sẽ được tán thành bột mịn trước khi đưa vào pha chế và đóng gói theo đúng công thức và hàm lượng được đề ra. Với thành phần dược liệu tự nhiên, không sử dụng hóa chất bảo quản, trà thảo mộc VNT sẽ là một sản phẩm giảm cân an toàn, ưu việt, không tác dụng phụ, không hề tốn kém. Bạn không cần phải ăn kiêng hay tập luyện hàng ngày mà vẫn lấy lại được vóc dáng thon gọn như mong đợi. Sản phẩm phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, đặc biệt thích hợp cho những bạn béo phì lâu năm và cơ địa khó giảm. Lưu ý, không sử dụng cho phụ nữ có thai và những người mắc bệnh tim. Có thể nói, với minh chứng và hiệu quả vượt trội trong việc giảm cân, trà thảo mộc VNT sẽ giúp bạn có được vóc dáng hoàn hảo và việc giảm cân chưa bao giờ lại đơn giản đến thế. Havico chúc bạn giảm cân thành công. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.